Cảm xúc của mình trong 4 năm học đại học đáng đọng trong mình rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Đặc biệt là 4 năm học với lại lớp mình thì mình rất là xúc động và hồi hộp vì chuẩn bị ra trường rồi. Thì sau khi ra trường thì chúc mọi người có một công việc tốt, học tập tốt, luôn luôn học hỏi và luôn luôn tìm tòi những cái điều mới trong cuộc sống. Và thành đạt hơn so với lại những cái gì mình đã đạt được. Xin chào cả lớp. Hôm nay là ngày kỷ yếu của lớp. Nó cũng là thứ để kết thúc gần 5 năm học mà tất cả mọi người đã ngồi với nhau ở trên giảng đường đại học xây dựng. 5 năm thì có thể là nó rất là dài, nhưng mà đối với ai đó thì nó cũng là không đủ để chứa đựng những cái tình cảm, những cái khoảnh khắc, những cái cảm xúc của tất cả mọi người với nhau và mọi người đối với môi trường xây dựng này. Sau khi ra trường, có thể 3-5 năm nữa, có bạn sẽ trở thành một kiến trúc sư, có bạn thì có thể là sẽ là một thành doanh nhân, có bạn thì sẽ ở lại trường học lên thạc sĩ, học tiến sĩ gì đấy. Nhưng mà cũng có thể một bạn nào đó sẽ lấy vợ, lấy chồng chẳng hạn. Nhưng mà 3-5 năm nữa thì mọi người có thể ngồi với nhau ở trong một cái nhà hàng hay một cái khách sạn nào đó. Nhưng mà những cái cảm xúc được như ngày hôm nay thì không bao giờ các bạn có thể có lại được. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,
trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.